Các bác vào xem like cho Sim một like, một chia sẻ các nhá. Bác nào chưa tim, chưa follow cho Sim một lượt tim, một lượt follow các nhá. Đấy, nay thì vẫn như mọi hôm thôi, đầu like vẫn lên cho bác mấy đôi loa các nhá. Mấy đôi loa trước. Loa rồi âm ly các nhá. Rồi các bác có cần thêm cái mặt hàng gì thì các bác cứ bình luận lên nhá. Nếu mà tiện đây em lên luôn cho các bác cũng được. Đấy, lên cho bác đôi đầu tiên này cực kỳ VIP luôn, rất là to rồi các nhá. Đấy, cho các bác cho em xin một team đi các bác ơi, cho xem cho em xin ít team đi cho nó lấy tí động lực là các bác ơi. Các bác xem like thấy hình ảnh âm thanh ok thì báo em một tiếng thôi nhá, để em biết đường em lên. Đấy, cho phiên like nó hoàn hảo nhất. Các bác thả cho xin ít tim đi các bác ơi. Bán rẻ, quá rẻ rồi anh chú ơi. Quá rẻ luôn rồi chứ. Loa giờ nó quá rẻ rồi. Loa rẻ, âm ly rẻ. Con này bát bao nhiêu nhỉ? Bát 30 à? Con này bát 30 thôi. Bát 30. Con này có vành của nó cực kỳ khủng luôn. Cái quả vành của nó khiếp luôn. Bát 30 ạ. Đấy, một lát nữa cho các bác vào lên thì sẽ bắt đầu lên nhá. Loa này gần như em bán rẻ giá, gọi là rẻ nhất thị trường rồi. Ok, thôi bắt đầu lên thôi nhá. Bắt đầu lên thôi. Cái Zalo có view không bác là sao ở bác tôm hùm ơi. Đôi này thì đang bán cho các bác giá bao nhiêu nhỉ? Đôi này vừa nãy bao nhiêu tiền nhỉ? Hả? 5,5 sao chứ? 5,8 triệu thôi nhá. Đôi này đang để là 5,8 triệu. Thôi, bắt đầu lên con này. Cái gì? Vêu cái loa là sao? Em chưa hiểu vêu là cái gì. Em chưa hiểu bác bình luận cái gì cả. Không. Xem cân đó bác là sao? Hả? À? Không hiểu, em không hiểu. Xem cân là cái gì? Con này bát 30 các bác ơi. Bát 30. Vâng, đầu hôm gần như hôm nào cũng lên cho bác mấy đôi loa đầu like đi cho các bác xem loa cho nó phấn khởi. Đấy. Đây. Đầu like hôm nay mở bát cho các bác một đôi loa Yamaha các nhá. Yamaha NS-A7000. Đấy, NS-A7000. Con này công suất của nó là 70W 8 ohm các nhá. 70W 8 ohm. Đấy, hình thức loa rất là đẹp luôn. Đôi này các bác nguyên bãi của nó cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, hình thức rất là đẹp. Con này NS-A7000 các bác ơi. A7000 chứ không phải 37000 đâu. Con này con A7000. Đấy, A7000 nhá. Bát 30, một bát một chung và một tép con này. Thùng vách này. Siêu đẹp luôn. Đấy. Thùng vách siêu đẹp luôn nhá. Đây chất âm của nó đây. Nghe nhạc anh ơi. Và Nhật chủ yếu nghe nhạc thôi. Karaoke các bác chỉ có chơi China thôi. Đây chất âm đây con này. Em ở Thái Bình ạ. Thank you.
con này bát đánh như bom luôn thật. Đầy đủ đôi các ơi, đầy đủ đôi chứ. Nhưng mà TikTok nó like thẳng nên em chỉ để được một con, là tí cho bác em cho các bác xem con còn lại. Em không chụp hình đâu các bác ơi, bọn em bán hàng nguyên bãi thôi nên là cứ lên là bán thôi. Chứ bọn em cũng chẳng chụp lại làm gì vì nhà nhiều loa lắm. Nó mà cả trăm đôi, đôi nào cũng chụp cho các bác thì con mà sao mà ngày đi được đơn à. Đấy, con này sống ngon lành quá nhá. Bát của nó đánh cực kỳ uy lực luôn. Yamaha con này con A7000 quá nhá. NS A7000. Đấy. Thùng vách đẹp này, loa rất là đẹp luôn. Đấy, với cái vành loa nó cực kỳ khủng nhá. À, 70W 8 ohm một thùng. Đúng rồi, như bác Trần Tú nói là một thùng của nó là 70W 8 ohm. Đấy. Đang đủ đôi đấy các bác. Đang test đủ đôi đây. Đấy, con này thì đấy, đầy đủ căng hết cho các bác nhá. Con này với chiều cao của nó là 79 nữa nhá, 79 cả chân. Chiều ngang là 38 và chiều sâu là 34.5 tính cả căng các bác nhá. 34.5 tính cả căng. Đấy. Yamaha NS A7000, thùng vách đẹp. Đấy, bác nào chốt nhá. Mở hàng mã số đầu tiên ngày hôm nay này. Mã này là mã số 891, 5.8 triệu các nhá. 5.8 triệu chuyển khoản hết là bên em bao ship các nhá. Bác nào cọc có chịu phí ship ạ. Đây là một quả nha các nhá, cho các bác xem cái quả còn lại này. Đây quả còn lại nó bên cạnh này đây. Nhưng mà trên TikTok thì nó like thẳng nên là không like hết được cả hai đôi. Đây. Đấy. Cũng thế cả các nhá, siêu đẹp luôn. NS A7000. Sống ok ngon lành hết các nhá. Đấy, bát 30. Cực khủng luôn. Thùng vách đẹp cái này. Đấy, cạnh này thì về quá chịu khó lau chùi đi tí nhá. Đấy, NS A7000. Giá là 5.8 triệu các nhá, 5.8 triệu chuyển khoản hết bao ship. Với một đôi này mà bao ship đi thì nó cũng không hề rẻ. Đấy. Các bác mới vào xem like thì thả cho xin quả like quả tim nữa nhá. Đấy. Loa bên em các bác lấy là các bác được chuyển khoản hết, là còn bên em còn bao ship cho các bác nữa rồi cơ. Quá ok cho bác nhá. Đây có một cái đôi Pioneer này thì chắc là cũng nhiều bác thích chơi đây. Pioneer S bao nhiêu nhỉ? S170 coi nhá. Con này con S170 này. Đấy, duy nhất có một đôi thôi. Dòng S này. Pioneer S170 coi nhá. Đầy đủ đôi hết của nó nhá con nhá. Đấy. Em cứ lên lần lượt con một tí nữa, nhấc con kia lên cạnh cho các bác xem. 180 không có rồi anh ơi, chỉ có 170 thôi. Karaoke thì anh phải mua China thôi, chứ còn lòng Nhật này các bác đừng chơi karaoke làm gì. Âm ly thì tí nữa các bác, chờ em tí nữa sẽ có âm ly cho các bác. Đang lên loa đó. Đây, một em Pioneer S170 coi nhá. S170 này. Đấy. Con này sử dụng tép điện coi nhá, tép điện luôn, đầy đủ căng. Đấy, siêu đẹp luôn. Hàng nguyên bãi. Ơ con này căng của nó căng bên trái này của nó bị tí này con này. Đấy, về các bác làm lại tí nhá, vì bên em bán là bán nguyên bãi mà. Đấy. Đây em thử đấu cho các bác xem nào. Pioneer S170. Con này công suất của nó là 130W. 6.3 ohm. 130W coi nhá. 130W là một thùng ấy coi nhá. Đấy, một cặp này của nó thì 200 bao nhiêu đấy. 260.
Con này sử dụng bát 25 các bác. Cái model này thì các bác ở đâu chả có, các bác chỉ cần check trên Google, check trên đấy là có thôi. Thì cái model Pioneer dòng S này thì nó đẳng cấp rồi. Các bác check đâu cũng có thôi. Đấy mà giá cả thị trường thì các bác cứ tham khảo mọi chỗ thôi, rồi quay lại gặp em sau. Nhưng mà các bác phải quay lại nhanh chứ không là chậm là có bác khác bác chốt mất. Pioneer S170 này. Đúng tiếng Pioneer khác các bác, tiếng nghe nó mượt lắm. Đây đang quảng cáo này. Pioneer S170 giá công khai cho các bác là giá là 7 triệu rưỡi thôi nhá. 7 triệu rưỡi là các bác chuyển khoản hết là bên em bao ship cho các bác. Bác nào cọc thì các bác chịu phí ship nhá. Đấy, Pioneer S170. Cực kỳ đẹp luôn, nguyên chất bãi các bác nhá, nguyên bãi. Đấy. Con này tiếng bass của nó nghe cực kỳ sướng luôn các bạn, đúng là dòng thương hiệu khác đấy, nghe rất là thích luôn. Pioneer S170 các bạn nhá. Bác nào chốt thì các bác alo trực tiếp qua số điện thoại em ghi góc phải màn hình coi nhá. Giá là 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi là chuyển khoản hết là bên em bao ship cho các bác. Đấy. Nguyên chất bãi hết các nhá, thùng đẹp này. Đấy. Đây cho các bác xem thùng này trước nhá. Tí sẽ nhấc cái thùng kia lên cho các bác xem sau. Đấy, đầy đủ căng, nhưng mà có một cái căng của nó thì nó về các bác hơi làm lại tí, còn đây, cái căng này nó hơi tấy tí. Vận chuyển về nó như vậy thì em báo các bác như vậy, về các bác tự xử lý nhá. Thì bên em bán nguyên bãi mà. Đấy. S170. Mã này là mã số 892. Để cho bác giá là 7 triệu rưỡi các nhá. 7 triệu rưỡi. 7 triệu 500 nghìn anh ơi. Đấy, đây là loa nguyên bãi các nhá. Đây còn con bên cạnh đây của nó đây. Đây, một đôi của nó đây. Đấy. Đẹp thôi nhá. Đấy, tổng thể là nhìn là đẹp, thùng vách còn ok. Nó không phải được dạng còn đẹp xuất sắc được. Đấy vì bên em bán nguyên bãi mà. Nếu mà đẹp xuất sắc các bác chỉ có phải đi dọn. Đấy, dọn hết, làm hết thùng lại, tỉa tót lại là đẹp. Đấy, nhưng mà cái dòng Pioneer S170 này check trên thị trường giá cực kỳ cao coi nhá. Đấy. Giá chỉ có 7 triệu rưỡi chuyển khoản hết và bọn em bao ship nhá. Đây xem là còn đôi nào hay hay cho bác. À đây có cái đôi Ken này. Đôi Ken này bác nào nhanh tay chốt này. Đôi này giá hợp lý cho các bác này. Đôi Ken này giá nó quá hợp lý luôn. Với một đôi Kenwood này nhá. Đôi S170 là giá là 7 triệu rưỡi nha. Bác nào muốn xem lại phiên live thì các bác lên YouTube ấy. Các bác gõ đôi hàng Nhật ra, xong các bác ấn vào sự kiện phát trực tiếp. Là em đang live hai nền tảng đó nhá. Xong các bác tua lại các bác xem mấy đôi loa từ đầu đến giờ đều ok hết nhá. Đây,
Một đôi này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác này. Đôi này thì giá cực kỳ hợp lý luôn. Đây, chỉnh cam gần lại một chút cho các bác nhìn loa nhá. Đôi này thì cực kỳ hợp lý luôn. Bác nào mà nhanh tay thì các bác chốt đôi này này. Không là cũng không còn. Đây, đôi này thì duy nhất chỉ có điểm trừ nó là mỗi cái chỗ căng này nhá. Đấy, căng nó bị thủng tí và mất logo. Đấy, nhưng mà các bác yên tâm đi. Đôi này giá cực kỳ là rẻ cho các bác thôi. Kenwood LS550 màng carbon, con này đã làm gân coi nhá, con này đã làm gân ngon lành cho các bác rồi đấy. Hàng bên em nguyên mãi, về đôi nào mà nó chết gân thì em sẽ báo các bác là em sẽ đi làm gân lại cho các bác nhá. Gân đẹp nhá, gân làm lại là như mới luôn đấy. Còn màng là màng nguyên bản, màng carbon đấy. Còn lại chung và chắc là các thứ còn nguyên bản hết, chỉ có mỗi gân thôi coi nhá đấy. Đẩy có, đẩy tí nữa em lên cho. Kenwood LS550 công suất 130W 6 ohm, 130W 6 ohm này. Đấy. Đôi này như hôm qua em có lên đây này. Nhưng mà bác nào chốt của em xong là các bỏ thì các không cọc cái này. Đấy, các bác xem live mà bác nào cảm giác các bác chốt mà các bác cọc được thì các bác hãng chốt nhá, chứ không sợ nhiều bác hỏi xong cuối cùng các bác không cọc xong là người đến người sau hỏi thì lại không mua được. Đấy. Đây, Kenwood LS550. Con này rất là chất luôn, nhìn cực kỳ hầm hố luôn các nhá. Nó có một núm tinh chỉnh ở đây này. Đấy, dòng loa 3 đường tiếng. Chất âm của con này thì miễn chê được các bác nhá. Đấy, cực kỳ hợp lý với giá tiền cho các bác luôn. Bác nào lấy đôi này về chơi phòng cực kỳ hay luôn. Đôi này thì chỉ để cho các bác giá là 2,2 triệu thôi. Riêng đôi này chỉ để cho các bác giá là 2,2 triệu thôi nhá. 2,2 triệu là các bác chuyển khoản hết là bên em bao ship nữa. Đấy, quá ok cho các bác đôi này. Dòng loa 3 đường tiếng cực kỳ hầm hố luôn. Sống ngon lành hết coi nhá. Đấy. 2,2 triệu đôi này. Con này sử dụng một bát này là một bát 20, một chung và một tép các nhá. Một bát 20, một chung và một tép. Con này bát 20 màng carbon. Đấy. Cực kỳ là chất luôn, thùng vách đẹp. Đấy. Công suất 130W 6 ohm. Đấy, con này mà các bác nào giá nó mà các bác còn chê đôi này nữa thì thật sự là loa Nhật các bác không mua được đôi nào luôn. Đôi này nó quá đẹp. Đấy. Và hơn nữa là cái giá nó cực kỳ hợp lý thôi. Đấy, nếu bình thường mà căng đầy đủ nó đẹp tí thì em sẽ đoán nó đến 2,7 triệu, 2,8 triệu cơ. Nhưng mà riêng đôi này căng nó bị mất một cái tem với nó thủng một tí ở bên căng bên kia thôi. Đấy, để giá hợp lý cho bác về bác làm căng thôi. Đấy. Kenwood nhá. Cực kỳ là hầm hố luôn. 130W các bạn. Con này là 130W một thùng nhá. 130W một thùng 6 ohm. Đấy. Đôi này để cho bác giá 2,2 triệu thôi nhá. 2,2 triệu. Đấy, các bác đừng trả giá. Đôi này các bác có bớt 10.000 em cũng không bán. Đấy, em nói luôn các bác là như vậy, riêng đôi này. Mã này là mã số 893. Bác nào lấy đôi này để cho các bác giá là 2,2 triệu nhá. 2,2 triệu. Đấy. Bác nào chốt thì nhanh tay. Lúc nữa là chắc chắn sẽ không còn. Đấy. Có lên nốt đôi đó on kia. Đây, lên nốt cho bác một đôi nữa xong là lên âm đi nhá. Đây, lên nốt cho bác đôi on này này.
OnQ này thì nó đẳng cấp hơn này. Các bác có thiện chí nhu cầu thì các bác alo. 2,2 triệu anh chuyển khoản hết là bao ship anh Quang ơi. Còn nếu mà anh cọc thì anh vẫn phải chịu phí ship thôi. Đấy. Còn các bác tại hỏi tại sao là chuyển khoản hết thì mới bao ship thì có nhiều vấn đề. Chuyển khoản hết thì bọn em có tiền, bọn em xoay vốn, bọn em làm ăn cái việc khác. Đấy, còn cọc thì em chưa lấy được tiền ngay thì em sẽ không bao ship cho các bác. Đơn giản chỉ là như vậy thôi. Đấy. Tôi đến 2,2 triệu bác nào mà chốt thì các bác alo cho em. Đây có này, con này là con OnQ nhá. OnQ căng đẹp này. Bây giờ OnQ màng carbon này, gân nguyên zin nhá, gân nguyên zin nhá. Đấy, con này là con gân nguyên zin luôn. OnQ PS F77 ạ. PS F77. Con này căng đẹp nhá. Con này riêng đôi này là căng đẹp. Một quả nữa sẽ để bên cạnh này nhá. Hay để chung lên được không biết. Đây để xem nào, xem để chung lên được không. Chắc là để chung được. Đây để chung đây cho các bác nó dễ nhìn. Đấy. Cho các bác dễ nhìn nhá. Đôi OnQ PS F77 đầy đủ căng, căng đẹp. Đấy. Con này gân nguyên zin, màng carbon. Đấy. Con này sử dụng này là bát này như kiểu bát 20 hay 22 gì ấy. Này nó phải rơi tầm 22, 25 quay đầu hoặc 22 đổ lên. Đấy. Carbon, thùng vách này, có nhìn thùng này. Thùng này đẹp chấm hết luôn. Đấy. Ơ con này thông số cho em một tí con nha. Đây em đấu nó dây loa đã. Đấy, bác nào thích đẳng cấp hơn thì bác nhỉnh lên nó chơi đôi này. OnQ. Con này thì 6 ôm 160 W con nha. 6 ôm 160 W một quả. Đấy, một cặp này tương đương nó rơi vào tầm 320 W một cặp. Đấy. Đây chất âm cho các bác này. Nghe rất là mượt luôn các nhá. Đôi này nghe rất là mượt luôn. Quá ngon rồi coi nha. Đôi OnQ PS F77. F77 coi nha. Đây đầy đủ căng này coi này. Riêng con này thì đầy đủ căng và căng rất là đẹp luôn, căng lành hết nhá. Đấy. Đôi này thì nó sẽ đắt hơn đôi kia 1 triệu. Đấy. Đôi nãy có 2,2 triệu thôi. Đôi này phải để cho bác giá là 3,2 triệu coi nha. 3,2 triệu. Căng đẹp ngon lành. Đấy. OnQ PS F77 120W 6 ohm một quả các nhá. Đấy. Con này thì đây con này chiều cao 56, chiều ngang là 32,
và chiều sâu tính cả căng là 28 các nhá. Đấy, bác nào sang thì bác cứ nhắn vào Zola cho em gửi vị trí cho bác sang. Bác sang lúc nào cũng được. Đấy. Bác sang tối tiện nhất thì chỉ có sang tối. Thì ban ngày bọn em thay nhau like. Đấy, còn đóng hàng nữa, nhiều các thứ nữa. Đấy, bác nào chốt đôi này nhá. Mã này là mã số 894. 3,2 triệu các nhá. 3,2 triệu. Đấy. Bác nào chốt thì các bác alo trực tiếp cho em. Bây giờ thì sẽ lên âm ly thôi nhá. À, bác nào thích đẩy không? Nay em có cả đẩy đấy. Bác nào thích đẩy thì âm ly thì cho em tí. Âm ly, bọn em làm âm ly cỏ.